hãy thử hỏi anh có uống cà phê không? Dùng từ khưa, hỏi chính phản. 你喝不喝咖啡? 你喝不喝咖啡? Bố mẹ anh có bận không? Hỏi chính phản. 你爸爸妈妈忙不忙? 你爸爸妈妈忙不忙? Bố mẹ anh có khỏe không? 你爸爸妈妈好不好? 你爸爸妈妈好吗? Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo đúng nội dung của bài. Tính lì bùa khơ cà phê mà. Tính lì bùa khơ cà phê mà. Tha khơ cà phê. Tha khơ cà phê. Tính lì bùa tờ cưa cửa khơ cà phê mà. Trong đó, tính lì bùa tờ cưa cửa là anh trai của Đinh Lực Ba. Tính lì bùa tờ cưa cửa. Tính lì bùa tờ cưa cửa khơ cà phê mà. Tinh lì bùa tờ cưa cửa dễ khơ cà phê. Tha dễ khơ cà phê. Tinh lì bùa tờ tỷ tỷ khơ cà phê mà. Trong đó, tinh lì bùa tờ tỷ tỷ là em trai của Đinh Lực Ba. Tinh lì bùa tờ tỷ tỷ. Tinh lì bùa tờ tỷ tỷ khơ cà phê mà. Tha dễ khơ cà phê. Tha dễ khơ cà phê. Hãy trả lời các câu hỏi sau. 你们喝咖啡吗? 你们喝咖啡吗? ma 你爸爸妈妈喝咖啡吗? 你哥哥喝咖啡吗? 你哥哥喝咖啡吗? Nǐ dìdì nè, tā hē kāfèi ma? Nǐ dìdì nè, tā hē kāfèi ma? Nǐ gěgè hǎo ma? Nǐ gěgè hǎo ma? Nǐ gěgè máng ma? Nǐ gěgè máng ma? Nǐ dìdì nè? 他好吗? 你弟弟呢? 他好吗? 他忙吗? 他忙吗? 你哥哥弟弟都喝咖啡吗? 你哥哥弟弟都喝咖啡吗? 你男朋友呢? 他喝咖啡吗? 你男朋友呢? 他喝咖啡吗? 你女朋友喝咖啡吗? 你女朋友喝咖啡吗? 你女朋友喝咖啡吗?